Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu DV cam của Sony, model là DSR30. Thì những đầu DV cam của Sony thường có cái model ký hiệu là DSR phía trước. Chúng ta thường gặp là DSR20, DSR45, DSR60, DSR80, DSR1000, DSR2000 vân vân. Trong đó nó chia ra thành từng dòng những cái loại size nhỏ, chẳng hạn như là DSR20, DSR45 là những cái dạng size nhỏ. Đầu DSR45 thì có cái màn hình LCD phía trước. Cái đầu đó thì cũng khá là hiếm cho nên là hiện nay ở nước ngoài họ săn rất nhiều. Rồi ngoài ra nó còn có những cái dòng chuyên dụng để dựng phim, chẳng hạn như là DSLR60, nó có kích thước rất là to, giống như những cái đầu chuyên dụng vậy. Còn đầu DSLR30 này có kích thước cũng khá là nhỏ, nó chỉ bằng cái đầu video thông thường mà thôi nha. Cái size 42 thì cái đầu này ở Việt Nam là khá thông dụng. Lúc trước ở những cái studio nhỏ thì họ dùng những cái đầu này để dựng phim. Chất lượng cũng ngang ngửa với những cái đầu chuyên dụng khác thôi, nhưng mà nó có kích thước nhỏ cũng như giá thành của nó khá là rẻ. Thì những cái máy DV cam này nó sẽ chạy được hai loại băng. Thứ nhất đó là băng DV, thứ hai là băng DV cam. Vậy thì chúng ta cần phân biệt hai loại băng này như thế nào? Cái chữ DV nó viết tắt của chữ là Digital Video, có nghĩa là một định dạng video số. Định dạng DV thường dùng trong dân dụng, dùng trong các máy quay phim. Còn DV cam thì chất lượng hơn, thường dùng trong chuyên dụng. Có một điều chúng ta cần lưu ý là những máy DV chỉ đọc được băng DV, còn những máy DV cam sẽ đọc được cả băng DV và băng DV cam. Mỗi loại nó còn có hai loại băng, đó chính là băng to và băng nhỏ. Thì đối với những cái máy quay phim thông thường đó, nó sẽ dùng là băng nhỏ, còn đối với đầu video thường sẽ chạy được hai loại băng, đó chính là băng to và băng nhỏ. Và cái đầu DSLR30 này cũng không ngoại lệ, nó sẽ chạy được bốn loại băng, đó chính là DV to, DV nhỏ, DV cam to và DV cam nhỏ. Đầu này ở Việt Nam hiện tại còn rất là nhiều nha quý vị. Nhưng mà có một số bác nhắn tin bảo em á là cái đầu này sao không tìm được băng, không tìm được băng DV cam để dùng. Thì em mới nói là đâu nhất thiết phải dùng băng DV cam, tại vì những cái đầu này nó đọc được băng DV mà. Thậm chí là băng DV có rất nhiều. Đây nè quý vị, đây chính là băng DV nè. Băng này thì em mua ở Nhật, trong tiệm đồ cũ Hao Hấp với cái giá là chỉ 110 yên mà thôi. Còn băng này ở chợ trời Nhật Tảo cực kỳ nhiều, họ thanh lý họ bán có 2.000 một cuốn mà chẳng ai thèm mua. Nhưng mà không ai biết nó là băng DV cả. Đấy. Cho nên cái đầu này có chúng ta có thể sử dụng được, hay chúng ta tận dụng cái băng này để dùng cho cái đầu này, chất lượng ảnh rất là tốt. Ngoài ra thì ở đây em còn có mua một cái đầu này nữa, đó chính là đầu Victor model là BRDV 3000. Đây là cái đầu này chỉ chạy được hai loại băng thôi, đó chính là băng DV và mini DV. Mini DV chắc là cái băng nhỏ ha. Đối với băng to thì chúng ta sẽ đưa vào cái khe to này. Còn đối với băng nhỏ thì chúng ta sẽ nhét ở giữa. Đấy. Không nhất thiết là dùng băng DV cam, chúng ta có thể dùng băng DV cũng được. Cái đầu này có kích thước rất là nhỏ, nó chỉ bằng một cái ổ đĩa CD mà thôi. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đầu DV cam DSLR30 này. Thì đây là một đầu khá thông dụng ở Việt Nam. Lúc trước ở studio dùng rất là nhiều, tại vì cái đầu này nó có giá thành khá rẻ cũng như là kích thước rất là nhỏ gọn, nó không quá cồng kềnh như cái đầu DSLR 2000. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bên trong máy. Bên trong máy cực kỳ nhỏ gọn, nó không hề phức tạp như những cái đầu chuyên dụng DSLR 2000 nè. Đối với đầu DSLR 2000, chúng thấy là bên trong nó có những cái kẹt chức năng nó cắm nó ngang như những cái đầu chuyên dụng vậy, còn đầu thì thiết kế rất là nhỏ gọn. Đây chính là bộ nguồn nè, đây là phần dàn cơ, đây chính là khối xử lý video, đây chính là phần dàn cơ của máy. Thì do máy này chạy được băng to băng nhỏ cho nên là hai cái reel này sẽ thay đổi được vị trí, nó giống như Betacam vậy. Thì bình thường nếu chúng ta cho băng nhỏ vào hai reel sẽ nằm ở vị trí này. Còn nếu chúng ta cho băng to thì hai reel này sẽ chạy ra. Đấy, chạy xéo như thế này. Đây chính là những càng loading. Đây chính là motor loading. Đây chính là cái room mà có kích thước rất là nhỏ. Trên cái room này nó sẽ có một cái tấm nhựa, một cái cover để che lại nè. Cho nên chúng ta lau từ rất khó. Đối với những cái dòng máy DV này, khi mà chúng ta lau từ là phải cần có một cái băng lau chuyên dụng. Cái băng này tìm cực kỳ hiếm. Đây chính là binocular nè, đây chính là trục cắp xăng.
Do cái kỹ thuật xử lý sạc vô của DB này nó khác với lại VXS hoặc là beta, cho nên chúng ta thấy là trong cái dàn cơ này hoàn toàn không có đầu AC. Đây chính là bộ nguồn của máy, nó sẽ có hai phần, đây chính là nguồn xung. Thứ hai đó chính là một cái mạch ổn áp thứ cấp như thế này. Mạch ổn áp này sẽ có tác dụng là nhận nguồn từ cái bộ nguồn xung này và chia rất là nhiều ngõ điện áp ra nè, cấp về những cái mạch chức năng khác. Còn đây chính là phần tinh hoa nhất của cái máy này, đó chính là cái phần mạch xử lý video và audio, và nó chính là xử lý số. Mạch này nó không quá cồng kềnh như cái mạch của máy DSR2000, tại vì máy DSR2000 nó là máy chuyên dụng, nó có nhiều chức năng chẳng hạn như là TBC rồi edit vân vân rất là nhiều, nên cần rất nhiều những mạch chức năng khác. Còn máy này nó chỉ có chức năng là mã hóa và giải mã âm thanh và video số mà thôi, cho nên là kích thước nó cũng rất là nhỏ gọn. Ở đây nó có một cái tấm kim loại để che chắn mát, nhưng mà trong đây có rất nhiều IC chuyên dụng của Sony. Đây chính là những nút vận hành băng cơ bản ha, nút play nè, hai nút tua băng, nút stop, nút tạm dừng, nút ghi băng, nút eject. Nút eject này sẽ có tác dụng là mở cửa băng hoặc là đẩy băng ra. Ở đây chính là hai jack dùng để cắm micro và cắm headphone. Đây chính là volume dùng để chỉnh âm lượng của headphone. Đây chính là những cái ngõ AV. Chẳng hạn như là đây chính là AV thông thường nè. Rồi nó sẽ có S video và digital video in out. Bây giờ chúng ta sẽ bật nguồn lên và xem máy hoạt động như thế nào. Một điểm nhấn của máy này đó chính là có một cái bảng điều khiển ngầm rất là thú vị. Chúng ta sẽ nhấn vào cái nút dưới đây. Và cái sợi dây này có thể kéo dài được giống như dây điện thoại vậy. Đấy, chúng ta có thể dùng cái bảng điều khiển này dùng để thực hiện chức năng là edit. Thì trên đây nó có những khối chức năng sau đây. Thứ nhất đó chính là cái núm Shot và Shuttle dùng để tìm kiếm hình ảnh. Chúng ta có thể điều khiển ra lệnh là Player hoặc Recorder, tức là chúng ta sẽ có hai máy liên kết với nhau, một máy dùng để cắt phim, một máy dùng để dán phim. Chúng ta có thể dùng cái bảng điều khiển này để điều khiển cả hai. Đây là nút Play nè, nút Stop, nút tạm dừng. Đây có một số những cái nút chức năng khác, chẳng hạn như là nút chọn Input ngõ vào nè. Chúng ta có thể chọn là Video số hoặc là Composite hoặc là S Video. Rồi những cái nút tua nè. Rồi những nút này dùng cho chức năng insert nè, edit nè. Rất là nhiều à. Đây chính là những cái biến trở dùng để chỉnh volume nè. Chỉnh âm lượng ghi rồi chỉnh ba lăng nè. Rất là nhiều. Cái model này ở Việt Nam em có một cái nhưng mà nó bị thiếu linh kiện, cho nên là hôm nay em đã mua một cái bên Nhật. Thì em đã sửa rồi, cho nên là em dự định là sau khi sửa sẽ đăng bán ở trên Yahoo. Thì ở đây em sử dụng băng mini DV để test máy. Băng này chính là một cái băng nhỏ, và cái băng này em đã ghi dùng để test máy, tại vì khi bán thì mình sẽ kèm theo cái băng này, test máy sẽ dễ hơn nha. Đây chính là cái băng mà đã được em ghi, cái băng test máy. Băng này mua hàng off với giá là 110 yên. Để cho băng vào máy, chúng ta sẽ bấm nút Eject để mở cửa băng. Đối với băng to chúng ta sẽ đưa vào khe này, còn đối với băng nhỏ chúng ta sẽ đưa ở vị trí giữa. Cửa băng sẽ tự động đóng lại. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút play. Hình ảnh rất là đẹp quý vị. Hình ảnh cực kỳ sắc nét. Âm thanh cũng rất là hay, tuy nhiên em không dám mở to tại vì sợ nhạc bản quyền YouTube sẽ chặn tiếng. Hình ảnh cực kỳ đẹp.
Khi bấm nút tạm dừng thì hình ảnh hoàn toàn đứng yên. Giờ chúng ta sẽ tua từng frame hình. Đây chính là tua ngược nè. Hình ảnh cực kỳ tốt. Các bạn thấy không? Hình ảnh rất sắc nét, màu sắc rất tươi. Đây chính là tua tiếng nè. Đây chính là tua nhanh, subtle. Hình ảnh cực kỳ sắc nét. Bấm nút play trở lại nè. Thì máy này đang chỉ chạy với chế độ DV mà thôi. Nếu mà chạy với chế độ DV cam nó sẽ tốt hơn nữa. Đây chính là một cái biểu tượng dùng để hiển thị thời gian còn lại của băng ha. Nó sẽ có hai cái rêu và chúng ta có thể quan sát được cái thời gian còn lại của băng. Đây chỉ là đồng hồ watch. Thì đồng hồ này chỉ có tác dụng là hiển thị time code trong chế độ DV cam mà thôi. Còn đây chúng ta dùng băng DV thì nó sẽ không hiển thị. Còn đây chính là hai led PU dùng để nháy theo nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ lấy băng ra, bấm nút Eject. Máy hoạt động rất là thú vị. Đấy, vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một cái đầu khá đặc biệt, đó chính là đầu DV cam model là DSR30. Thì em nghĩ là cái đầu DSR30 này cũng rất là thông dụng ở Việt Nam. Nếu chúng ta có dịp gặp nó ở đợt thanh lý thì chúng ta có thể là mua về nghiên cứu. Thì nguyên tắc là nếu mà chúng ta có băng DV cam thì tốt, còn nếu như không có băng DV cam thì chúng ta chỉ việc mua cái băng mini DV này thôi, dùng cũng rất là ok, chất lượng không kém gì DV cam cả, mà băng này giá thành cũng rất là rẻ ha. Ở Nhật Tảo hiện nay là khoảng 2.000 một cuốn thôi mà cũng chẳng ai thèm mua. Đấy, chúng ta có thể mua về nghiên cứu xem nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.